chú giao hàng rong kẹp hạt cũng nè. 4 thùng, 1 thùng là 10 kg. Dạ em thấy là rong biển kẹp hạt ở shop Hồng Loan thì bán rất là được khách ưa chuộng đó nha. Chung là rong biển nè, cơm cháy nè, trái em thấy là như là ngày nào cũng nhập 2 kg đó nha, cơm cháy và rong biển ha. Khách hàng rất là yêu thích những cái món này, nhập thường xuyên luôn cho chú không được. Chú này là một ngày giao 2 chuyến, 1 chuyến là 4 thùng, 1 thùng là 10 kg. Một ngày rồi nhập khoảng 70-80 kg trong biển kẹp hạt. Chưa có shipper tới không chú được. Tiếp tục là có chú giao cơm trái tới không chú anh chị? Dưới bùm bùm thì đi ra ngoài cả nhà, thì có hoa ra hỗ trợ chú, nhà thì còn có hoa chú chánh thiên ngọc và mọi người vẫn chốt đơn bình thường nha các chú anh chị. Hôm nay cô bánh ướt dọn hàng hồi nào em không hay luôn đấy nha. Sáng giờ cứ lây hoay thấy khách tới mua hàng rồi quay hồi cứ chỉnh không để ý là cô dọn hàng bao giờ luôn á. Giờ nhìn lại thấy trống nè. Thì sáng thì lúc nào cô tới thì cũng dời cái thùng rác đi qua bên kia. Rồi xong rồi cô về á. Khi mà dọn xong thì cô sẽ đem cái thùng rác đó, lại ngay chỗ cũ cả nhà, ngay cái cục điện. Rồi cô quét dọn xung quanh xong sạch sẽ rồi cô mới về cô chú anh chị. Cái bác giao con trái này khá là lớn tuổi cả nhà. Mắt cũng u sáu mấy 70 á. Cả nhà cái lúc kia nè cả nhà. Hồi sáng giờ là em thấy là ra làm 6-4 lần rồi đó. Đó. Ngày nay ngày nay 6-4 lần rồi. Ai mà dọn dẹp cho nổi trời. Buổi chiều anh này tới ảnh ủng hộ mấy bịch hàng cả nhà. Bịch màu vàng, bịch màu đỏ, 2 bịch hàng to này cả nhà. Chiều thì ở đây cũng mát mát cũng đến thì giờ cũng là xế 2 giờ chiều cả nhà. Nay Hồng Loan với bụt bông thì đi giải ngố ha. Nãy thì mới trên fan này thấy bụt bông chia sẻ hôm nay hai chị em đi giải ngố cả nhà. Bụt bông thì sinh xong thì ai cũng khen đẹp hết á cả nhà. Nhiều khán giả vô nói là đúng là gái một con rất là dễ thương ha. Chú này cũng tới ủng hộ Hồng Loan hả, một đợt bạn to cho chú chị ha. Ngày tới thì cũng làm một bịch rất là to cả nhà, vì đồ hoặc là số Hồng Loan này rất là ngon nên là mấy cô chú thường là muốn mua thử món này món kia ăn cho biết nha cả nhà, vì rất là nhiều người khen ngon cô chú anh chị.
Đại Hà thấy cô lớn tuổi hơn nha ha. Chót thì có nhiều món ăn hợp với mọi lứa tuổi luôn đó nha ha. Như là trẻ trẻ nhỏ nhỏ tin thì thích ăn rong biển nè, rôm nè, me nè luôn đó nha, rong ruột, me, rong biển, cơm trái. Còn mấy cô mà lớn lớn xíu thì lớn tuổi xíu thì lại thích ăn bít xé nè đó nha, giòn giòn rất là ngon nè, khô bò nè, khô heo, khô gà, rất nhiều món. Và đặc biệt là yến, yến rất tốt cho sức khỏe đó nha. Và chương trình uống yến trúng thưởng thì vẫn còn nha cô chú anh chị. Giải thưởng dễ nhất 5 chỉ vàng thì vẫn chưa có chủ nhân nha cả nhà. Mấy hôm trước thì có khách uống yến trúng thưởng 1 chỉ vàng rồi nè, và uống yến trúng yến thì cũng có nè, tại vì có chú đó uống yến và trúng được 6 hộp yến đó nha. Hôm trước thì chị Bích Trâm và anh Linh Thí thì cũng mua yến, uống yến và trúng được một hộp yến nữa cả nhà, rất là vui luôn ha. Vậy thứ nhất 5 chỉ vàng thì chưa, và cả nhà mình ai thích yến thì cả nhà đến mau mau đến shop Hồng Loan ha, để mua yến để mình có cơ hội sở hữu 5 chỉ vàng ha cả nhà. Chị Ngọc đi ship hàng cho ai mà em thấy là trước 2 bịch vàng và 2 bịch đỏ luôn đó nha. Cái này là chắc của khách quen gần đây hay sao đó nha. Cứ lâu lâu em lại thấy chị Ngọc chỉ chạy xe chỉ đi giao đó nha, giống như của những mối quen đặt á. 4 bịch nè, 2 bịch vàng, 2 bịch đỏ nè, 3 bịch vàng luôn đó nha. Đây thì có một cô tới giao một cái thùng hàng gì đó. Chú Chánh thì thỉnh thoảng thì thấy ngồi ngay cái cửa, cái nhìn cái thấy tụi em cái cười cười. Thì trưa này thì thấy Bùm Bùm và Hồng Loan đi, thì lúc nãy thì thấy Bùm Bùm chia sẻ trên trang fanpage, thấy là Loan mặc một cái đầm đó nè, đi cái tướng y chang chú Năm luôn cô chú anh chị, biết là đang đóng cái MV hay là sao đó cả nhà. Nó nhìn cái tướng mà đi thấy cưng lắm, cả nhà vô fanpage cả nhà xem rồi xỉu luôn cả nhà. Tướng cái tướng đi y chang chú Năm luôn. Bởi vì em nói là con nhà bông không giống lông cũng giống cánh đó cả nhà, cái tướng đi y chang, đa số cô chú anh chị cho là như vậy đó cả nhà. Thật sự em cũng thấy giống nữa. Shop thì chiều trưa tới giờ thì bán cũng may ra ha, buổi sáng thì rất là đông khách đó nha. Trong shop thì bây giờ còn có chú Chánh nè, Hoa nè, Thành Mỹ nè. Sáng giờ thì em không có gặp Bun nữa nha, ở trên lầu sao sáng giờ cũng khó. Hôm nay vừa mấy bé nhà Hồng Loan này được nghỉ học ha, nhà thoải mái, nhà sung sướng. Sáng giờ thì em cũng thấy mấy bé, chiều thì có mấy con chim mới đậu trên nhi điện cả nhà, trên sân thượng của chú Năm thì cây cối tươi tốt ha, có mấy con bồ câu đi đi chở thấy cưng lắm chú anh chị. Nói chung thì buổi chiều thì cũng rất là yên tĩnh, cũng không có gì mới nữa nha. Cả nhà ai giờ này ai thêm đồ ăn vặt thì tới shop mua ủng hộ mua ngon nha cả nhà.